Hello mọi người, Jennifer đây. Hôm nay Jennifer muốn chia sẻ một cái lý do tại sao là tất cả những loan officer phải có một cái tư thế là phải nhảy qua private industry. Có ba cái lý do. Lý do thứ nhất á, nếu mà bạn làm loan officer tại Texas thì chỉ được qualify license tại Texas thôi đúng không? Còn 50+ cái tiểu bang khác thì không được phép làm việc, ok? Cái lý do thứ hai là nếu mình làm cho Chase hoặc là Wells Fargo thì phải stick with them, right? Mình không có được chuyển qua cái công ty khác, ngoài trừ là mình bỏ Chase hoặc là bỏ Wells Fargo thì mình mới làm một lúc mà nhiều cái hồ sơ. Cái lý do thứ ba nữa đó là tại vì Chase, Wells Fargo, những cái traditional big bank thì nó sẽ focus vào là tax return nó phải good nè, income nó phải good nè, điểm credit nè, ít nợ nè, đúng không? So nó làm cho nếu các bạn đang target, nếu anh chị em đang target là người Việt Nam community của mình thì mọi người sẽ biết là điểm credit đôi lúc nhiều người cũng không có biết làm sao mà you know, build it up, and then tax return đôi lúc cũng không có look really good, right? And then sẽ rất khi mà làm một loan officer sẽ rất bị giới hạn, chứ không phải là mình nói không nên, ok, sẽ rất bị giới hạn. So nếu mà bây giờ mình có một cái knowledge như vậy về cái how to process một cái loan như vậy thì bây giờ mình hãy đem cái kiến thức đó qua, nhảy qua một này, bên này một chút để anh chị bên này, nếu mà under my company JN Investment Group hoặc là Millionaires Club, mọi người sẽ không cần có license và chỉ cần đưa khách hàng vào là sales position thôi. Chỉ cần đưa khách hàng vào thì chị bên mình sẽ process and fund the deal. Bạn không cần phải làm gì hết, nhưng nó cần một cái training and certificate để anh chị để qualify là mình đủ cái knowledge để mình hiểu và mình represent the company để mà mình chia sẻ về những cái deal, you know, 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu, you know, so big amount, million dollar. So make sure bây giờ loan officer chỉ có những cái deal giống như, you know, 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn, 500 ngàn, 800 ngàn, 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu, tại vì nhà cửa là đa số vào giống như là mortgage thôi, mortgage officer thôi, thì sẽ không có nhiều cái big deal. Còn bên này á, thực tụi này không có target vào cái residential nhưng mà target vào investment, commercial and construction and international deal. So think about it and let me know, okay? Thank you mọi người for watching nha, bye bye.